Em ơi đừng khóc mong con trong mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tim nó thành tắt. Trong trong màu mắt có chiếc tôi thôi. Shopvietviet.vn bán được mobile uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hết rồi, tưng bừng khuyến mãi giảm giá 50% cùng săn active giá rẻ và nhiều vòng quay skin khủng. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Mô Việt nhé. Hello cho anh em, hôm nay Mô Việt sẽ chơi lại cái con bọ cờ đích nắc nha. Được rất nhiều anh em yêu cầu là anh mua bao ơi, chơi bọ đi anh bỏ rơi bọ à. Bọ có khỏe không? Thì bọ vẫn khỏe. Nhưng mà bọ mỏng quá, không có trâu. Và bọ cũng không có đeo đánh hiệu quả 1-2-3. Nên là mình ít làm con bọ này. Và đặc biệt hơn nữa là khi làm clip chẳng có ai xem. Nhưng có vài anh em yêu cầu là Mô Việt lại chơi bọ thôi. Lý do chỉ cần anh em comment yêu cầu là sẽ được xuất hiện trên kênh của Mô Việt nha. Trời ơi, áp lực dã man. Của đấy là chắc mình cũng hơi cay thôi, chứ không cay quá đâu. Mất bùa xanh. Cái điều mà khiến bọ không được chơi game giống như người cha Lạc Lót. Thiếu mana mà anh em ơi, xài chiêu tốn mana cực kỳ luôn. Cái này thì ngon nha, cái này thì chắc là không còn cay nữa rồi. Anh em có biết cái định luật mà cái bùa nó không tự sinh ra mà cũng chẳng tự mất đi, mà chỉ chuyển từ người này qua người khác thôi. Đó, một vòng trái đất luôn. Bùa của ai lại về chân người đó. Bọ vào, bọ ra luôn. Đó là phong cách chơi bọ của mình hiện tại nha. Và anh em cũng nên học cách chơi như vậy. Bởi vì bọ bây giờ không cần phải kỹ năng như thế nào, mà chúng ta chỉ cần càng nhanh tay càng tốt. Combo này, và chụp cuối lên. Rồi, chưa một đầu tấn địch. Nhảy chụp cuối, nước chân hai ra. Thiếu ram thì cũng là thiếu ram thật. Nhưng mà anh em thấy không, mình sẽ đưa vào, đưa ra nhịp nhàng và mình không bị chịu đam. Mình tiếp tục hồi chiêu, mình tiếp tục đưa vào và đưa ra anh em ơi. Có lúc mình cắn thì mình chơi một trong hai, mình đứt nên đánh thường thì cũng lú hết cái đầu đó. Đó, quan trọng là các bạn chơi những con tướng sát thủ bây giờ là vào giao tranh và giữ vị trí trong combat để mình có thể được cắn nhiều, chứ không cắn một phát xong mình đi luôn cùng tướng địch thì chắc chắn là sẽ không slowball trận đấu. Và bây giờ là meta gì anh em ơi? Meta slowball. Đây là chúng ta phải đánh chuẩn meta để có thể là leo đánh tốt nha. Ok anh em, chơi click chơi game, chơi click leo đánh mùa 23. Chơi click mobile, free fire, tốc chiến, PUBG. Nhớ qua shop moviet.vn, link shop phần mô tả comment ghi của mình nha, để kiếm click chơi game cùng bạn bè, cùng đồng nghiệp. Shop moviet.vn của mình cũng đã hoạt động được 5 năm rồi. Thời gian đã chứng tỏ cái độ uy tín của shop. Ngoài ra vẫn đang có rất nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi, giá cực kỳ rẻ và thanh lý ác cũng coi như là tặng ác anh em. Anh em đến shop Mô Việt ủng hộ Mô Việt nhé. Ok, shop Mô Việt.vn anh em ơi, nhớ là link shop mô tả hoặc là comment ghi. Tránh trường hợp là anh em vô những cái shop pha ke. Shop pha ke rất là nhiều và tinh vi. Cái độ pha ke, cái độ làm giả thì nó cứ phải gọi là tinh vi vô cùng luôn. Nên anh em nhớ là cứ vô shop ở phần link link ở cái comment game hoặc là cái mô tả video clip Mô Việt nha. Ok, hết giờ để quảng cáo rồi, cắn thôi. Ấy, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Không dám qua luôn. Nhờ mình xử lý bạn Senica nha, gia tốc biến. Ôi, bạn tốc biến nhưng mình vẫn chí được và không ai hỗ trợ bạn. Chứ mà bạn có người hỗ trợ thì chắc là mình đi rồi. Quá hên anh em ơi, chơi game thì cũng cần may mắn nha. Bởi vì nhiều khi chúng ta may mắn, chúng ta đánh tốt địch, bắt rất là dễ luôn, không ai hỗ trợ. Còn nếu mà khi mà chúng ta đen ý, ôi vừa nhảy quá ra một phát, tự nhiên xuất hiện hàng đống, 3 đứa, 4 đứa. Lúc đấy là đen anh em ơi. Thực ra thì cũng phải nhìn map để đoán hướng di chuyển tướng địch. Có một bạn comment rằng anh Mô Ba ơi, anh chịu khó vuốt map cao lên xa, ghi map đi để em nhìn cho nó dễ. Chứ anh toàn nhìn mini map, không có nhìn được. À thực ra khi mình làm clip, nếu anh em xem quen thì các bạn sẽ học được cách đọc map, mini map của Mô Việt. Cái này là cực kỳ hay luôn. Các bạn không cần phải nhiều thao tác. Nó thực sự chơi game chỉ là đơn giản. Và
đọc map là chúng ta có thể là đoán được những gì tới địch rồi. Lúc vớt ra thì check xem máu tới địch thôi. Còn đông như nào? Vô lè, ngựa hết rồi nhà anh em ơi. Đó. Team bạn yếu thì mình lên, team bạn khỏe thì mình đuôi. Chứ đừng có đổi mạng nha. Khi mà team có lợi thế đừng có đổi mạng em ơi. Có thể mình ăn được một mạng, hai mạng nhưng team mất sạch lợi thế. Bởi vì team bạn có thời gian để farm mà. Tí team bạn có đồ thì mình lại quá là mỏng. Bị được kèo và thua anh em ơi. Chiến thắng con này rất là thấp. Nên là mình nghĩ anh em phải chơi chuẩn như thế này để các bạn có thể leo rank tốt nha. Nói chung là Mô Việt luôn muốn chia sẻ tất cả những thứ để các bạn chơi game Manicobai hiệu quả hơn, và để các bạn chơi game vui vẻ hơn, chơi kỹ năng hơn và được đồng đội gánh team đồng đội. Từ từ nha, mình cứ đứng sau mình cắn thôi. Làm lên đầu là bay màu luôn. Tiếp tục đội này vô xuống. Bạn VDF này đi nữa là quét sạch luôn. Thôi anh em ơi, chia nhau lấy trụ đi. Lấy trụ xong ăn xe xa, hợp lý anh em ơi. Quá hợp lý luôn. Nói chung là khi mà các bạn xem clip của mình, các bạn cũng biết slowball luôn. Là cái cách này là cái cách mà chúng ta sẽ anh kia trận đấu sớm nhé. Chứ nếu anh em không biết slowball ý, các bạn cứ mải mê combat. Đang có lợi thế mà, mình khỏe, mình nhiều đô, mình tìm tướng địch, mình săn mạng. Ôi thế là sai luôn. Quá sai, một chất tướng đi rừng, quan sát thủ đi rừng. Là chúng ta phải cầm trịch trận đấu, chúng ta phải kiểm soát được mục tiêu. Khi có lợi thế thì chúng ta cướp bùa, chúng ta ăn hết mục tiêu thì chúng ta sẽ là thắng lợi dễ. Còn nếu mà chúng ta đó đi săn mạng như này ý, không có tác dụng gì đâu anh em ơi. Lại còn nguy hiểm nữa chứ. Ôi, mình cắt là gì vậy? Ủa, có ngựa. Ngựa hơi sai nha. Hay rồi anh em ơi. CDK cũng mất tốc biến nha. Tunen. Chắc là lúc lùm nào đó. Nhưng mình đã sẵn sàng rồi. Mình vô một phát là đi luôn nha. Hiện tại thì đồ của mình cũng khá là nhiều nha. Tập trung nào anh em ơi, tập trung nào. Tí nữa mình có cái nanh thì mình combo nhanh thì cũng chết luôn tới địch đó. Ui, một chục cuối các em ơi. Còn cầu vang mà ơi, còn cầu vang ao nhây, ao nhây. Quá nguy hiểm ở tranh với một con tướng sát thủ. Mặc dù có cầu băng nha anh em ơi, mà cũng khá là xanh nha, chứ không phải là đùa đâu. Thế mà cũng tí chết luôn. Nên cái việc mà mở ra tranh với những vị tướng sát thủ quá là kinh khủng. Các bạn hãy lúc lùm, các bạn đợi team mình cấu diệt với team bạn. Đấy. Sau đó anh em thấy mục tiêu là bị lạc đàn ra, nẻ ra. Còn mục tiêu là yếu máu, mình cho rằng mình kháng pháp hợp lý hơn rất nhiều luôn. Và các bạn có thể bắt nẻ, với sát thủ bắt nẻ rất là tốt. Cứ bình tĩnh anh em ơi, đừng có chết lẻ như vậy nữa. Ép mà lại mất mạng thế này thì hơi căng nha. Thờ tí bạn cũng đâu có thua vàng mấy đâu. Ui da, hơi vội rồi. Ôi men ơi, CDK này. Ui, dựng pháo anh em ơi, đó. Vào sau lúc nào cũng có lợi thế luôn. Thôi xử lý VDS nha. Yên tâm, VDS gặp ai chứ gặp mình cắn cho bãi đầu luôn. Ok, và hiện tại anh em muốn Mô Việt làm con tướng nào nhớ comment bên dưới nha. ID này là thể hiện kỹ năng rồi. Ui thì sao. Thôi để mình xử lý bạn Tunen này cho. Ui da, không được luôn. Ôi đông quá trời luôn. Ra cắn phát, vồ một phát này.
Rồi bây giờ mình đứt. Ui nha, hay lắm bạn Giòn ơi. Tuyệt vời luôn nha. Quá hay à. Hay gần vòng mình lắm. Mình bắn Giòn cũng ghê lắm anh em ơi. Con Giòn này là một con tướng mà leo rank cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà nó phải có tanker. Nó phải có người phải là có người mà che chắn cho mình bắn. Chứ mà Giòn mà không có bảo kê tốt ý thì khó chơi lắm anh em ơi. Khó chơi, chơi thì vẫn chơi được thôi nhưng mà khó chơi. Búa Serica, búa Serica, chơi đi. Hai phát cùng chí mạng, may quá anh em ơi. Chứ hai phát đấy mà chí mạng chắc mình đi rồi. Thì bạn sắp có đồ nha, tí Serica dụng phá mà có đồ đội bảo kê chắc không vào được luôn. Bây giờ nha anh em cấu diệp với team bạn đi để mình lúc lúc. Từ từ nha, chọn cái bụi nha anh em ơi, chọn cái bụi nào. Ok, bụi sẵn sàng, có chiếc cuối. Bật lên, xe đi cả, một mình chết luôn. Tu len này, trời ơi. Đối đam anh em ơi. Đó. Đối đam là dễ với bọn Karina. Ủa, đâu rồi? Ủa. Thôi thôi anh em ơi, bạn ấy về rồi. X ghi, qua đây. Mấy chục vàng nữa thôi. Xích lại luôn, ôm em rồi, xích. Đúng rồi, hay lắm bạn ơi. Ok, và thôi, end game luôn nhé. Đấy nhé, xin chào anh em ơi. Và video của mình cũng đến đây hết. Xin chào anh em, bạn gặp tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.